Hãng Reuters ngày 26 tháng 5 dẫn lời một phát ngôn viên Hamas cho biết các tay súng của nhóm đã bắt giữ một số binh sĩ Israel trong cuộc giao tranh tại khu vực Jabalia thuộc phía bắc Gaza. Phát ngôn viên Abu Ubaida của lữ đoàn Al-Qassam của Hamas không nói rõ có bao nhiêu binh sĩ Israel bị bắt, nhưng cho biết tình huống này diễn ra trong một cuộc phục kích trong đường hầm hôm 25 tháng 5. Hình ảnh do Hamas đưa ra cho thấy một người bị thương mặc quân phục dã chiến đang bị kéo đi trong đường hầm cùng vũ khí và trang bị cá nhân được cho là của nhóm binh sĩ Israel. Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã bác bỏ thông tin trên và tuyên bố không có việc binh sĩ bị bắt. Thông tin từ phía Hamas được đưa ra vài giờ sau khi hy vọng lại được nhen nhóm về việc nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza qua trung gian. Một nguồn tin cho biết quyết định nối lại các cuộc đàm phán vào tuần tới được đưa ra sau khi lãnh đạo cơ quan tình báo Mossad của Israel David Bania gặp giám đốc cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA William Burns và Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Theo đó, các bên đã quyết định rằng trong tuần tới các cuộc đàm phán sẽ diễn ra dựa trên những đề xuất mới do các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar dẫn đầu với sự tham gia tích cực của Mỹ. Một quan chức của Hamas sau đó phủ nhận thông tin truyền thông Israel đưa tin rằng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục ở Cairo vào ngày 28 tháng 5. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.